Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn thân mến trên kênh tin tức mới nhất trong ngày. Và sau đây là tin tức: Angela Baby ôm ấp trai trẻ sau tin đồn mang bầu. Angela Baby và nam diễn viên Tỉnh Quách Nhiên thân mật trong họp báo của bộ phim điện ảnh Yêu Em Ngay Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Hôm qua ngày 10 tháng 7, hai diễn viên Angela Baby và Tỉnh Quách Nhiên cùng nhau xuất hiện tại buổi họp báo đầu tiên tuyên truyền cho bộ phim điện ảnh mới Yêu Em Ngay Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Angela Baby đặc biệt được chú ý vì đây là lần đầu xuất hiện sau khi dấy lên tin đồn cô mới mang bầu. Ngày 9 tháng 7 vừa qua, vợ chồng Angela và Huỳnh Hiểu Minh bị bắt gặp từ phim trường ra xe ô tô. Huỳnh Hiểu Minh luôn dìu đỡ vợ đi một cách cẩn thận, còn Angela Baby thì mặc áo phông rộng nên dấy lên tin đồn cô đang mang bầu. Angela Baby diện áo trắng và váy xếp ly tối màu, giống kiểu đồng phục học sinh. Rất trẻ trung và hồn nhiên. Nam diễn viên Tỉnh Quách Nhiên cũng diện sơ mi trắng và quần jean cực đẹp đôi với Angela Baby. Cặp đôi đã có buổi trò chuyện vui vẻ cùng khán giả và có những cử chỉ thân thiết bên nhau. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.